Được tặng bó hoa đẹp không? Nè, trời ơi đẹp thế nhỉ. Con thích không? À, bó hoa mẹ mới được tặng ấy. Nè. Đẹp quá nhỉ. Đây nhá, hai đứa đang chơi cái gì á? Con hay em chơi đồ chơi hả? Đi đi lại đây với mẹ con nào. Đi, đây. Con chơi gì á? Chơi với chị gì á? Mẹ lấy cái kẹp tóc này mẹ thử kẹp cho em xem nhé. Kẹp cho em xem có đẹp không. Nhìn gấu này, gấu này. Đẹp không? Quá đẹp nhỉ. Nhưng mà tóc em ngắn quá, không giữ được. Thôi hai chị em ngồi đây chơi để mẹ đi nấu cơm cái nhá. Để mẹ cắt cái bó hoa lên trên kia nào. Hai chị em ngồi chơi tiếp đi nhá. Mẹ đi nấu cơm xong rồi tí nữa rồi mẹ lên mẹ chơi với hai chị em nhá. Lấy xuống phá đây, mẹ đã để lên trên kia rồi mà. Đứa nào phá của mẹ?
Đứa nào phá đây? Gấu, đứa nào phá của mẹ đây? Bây giờ mẹ hỏi, bao nhiêu hoa của mẹ như thế này, cả Titi phá đúng không? Titi cũng phá đúng không? Gấu phá không? Đứa nào phá của mẹ đây? Một bó hoa như thế này mà hai chị em là nợ lấy ra phá của mẹ. Gấu, hai chị em đứa nào phá của mẹ đây? Đưa đây cho mẹ, không có nghịch nữa. Bao nhiêu lần phá đồ của mẹ, mẹ không lấy rồi, bữa nay phá luôn cái bó hoa này của mẹ. Mẹ buồn hai chị em lắm ấy. Một bó hoa đẹp như thế này mà hai chị em nợ lấy ra phá. Cả Titi nữa, mẹ không chơi với Titi nữa luôn. Mẹ bảo hai đứa, bây giờ hai đứa có biết lỗi của hai đứa không? Hả? Cái gì cũng phá tan nát của mẹ hết như thế này á. Này, hoa này, cánh này, rơi mỗi nơi một cái này. Hai đứa có biết lỗi của hai đứa không? Hả? Con có biết lỗi của con không? Mẹ không cho chơi rồi, không cho ăn uống cái gì nữa hết. Cái đồ gì của mẹ cũng phá ra. Bây giờ làm sao để cắm lại được đây? Bây giờ hai đứa không xin lỗi mẹ đúng không? Gấu, con xin lỗi mẹ không? Nếu mà xin lỗi mẹ là mẹ tha lỗi cho, còn không thì thôi mẹ không tha lỗi cho con đâu. Phá của mẹ bao nhiêu lần rồi? Mình không muốn